Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bích Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi round 1 tiếp. Và chúng ta tất nhiên là chúng ta vẫn sẽ tiếp tục với lại phe Ai Cập. Rồi, thì bây giờ chúng ta vô game nào. Hôm trước là chúng ta đã có lực lượng lính rìu hùng mạnh rồi. Và chúng ta đang từng bước xóa sổ đế chế Ba Tư. Nói chung là thằng Ba Tư nó ngáo, nó quánh mình. Mình còn đang nói mình không biết phát triển lãnh thổ sau đây, chắc là phải chiếm mấy cái thành nhỏ nhỏ trước, rồi sau đó là chúng ta đợi phát triển từ từ. Nào ngờ nó đánh mình, bây giờ nó lãnh đủ. Cái bản này thì nó chưa có cái khái niệm đó là bao nhiêu lượt thì hết game nha các bạn. Mà các bạn chơi lâu quá để mấy cái phe kia mà nó làm sao nhiệm vụ thì chúng ta thua thôi. Nhưng mà nhìn chung thì các bạn cũng đừng có chủ quan, nếu không thì nó cũng phiền lắm đấy. Cái thằng nổi loạn này thì công nhận là nó lợi hại thiệt. Bữa nó tẩn mình nè, mặc dù nó toàn nông dân thôi. Rồi cánh quân này thì đang đi. Mình sẽ dùng một cánh quân này, mình cho cái tụi An Tức này về vườn luôn. Nhưng mà chúng ta mình đang tổ chức khá nhiều cánh quân. Và một lần nữa mình nhắc lại lý do mà mình có điều kiện kinh tế giống như vậy là nhờ cái luật pháp á nha các bạn. Các bạn đừng có nói chung là cái sự giàu có này là không phải ngẫu nhiên đâu. Rồi, ok. Để chúng ta cùng xem coi đế chế của chúng ta sẽ tiếp tục phát triển như thế nào. Ây da. Cái đám này mình xem lại coi mình cho quân nó có cả chiến xa mà. Thảo nào. Vậy thì mình phải muốn thắng cũng phải có chiến xa. Nãy mình hơi khinh địch mình đem toàn tụi này ra không. Rồi thôi đem hai chiếc chiến xa qua đây để đi. Rồi ok, lượt sau tính tiếp. Ai chà, điệp viên của Parthia Thảo bị nó phá. Thảo nào thằng Pontus muốn bán. Rồi ok, Pontus là một phe Hy Lạp nha các bạn. Nó ở Tiểu Á nhưng mà nó là Hy Lạp. Nhìn nó thì hao hao mấy thằng châu, mấy thằng cái khu vực Ả Rập này thôi, chứ thực chất nó là Hy Lạp á. Hoặc các bạn có thể hiểu nó là những người phương Đông nhưng mà chịu ảnh hưởng của văn hóa Hy Lạp cũng được. Chuyện đó thì bình thường, suốt chiều dài lịch sử thôi. Những nền văn minh lớn nó sẽ có những cái vùng ảnh hưởng của nó. Chuyện đó thì không có gì lạ trong suốt chiều dài lịch sử cả. Rồi đó các bạn ha, bây giờ chúng ta đã có rất là nhiều Rồi đây xem cái này đi. Chúng ta đã có nói như là có những cái cảng của chúng ta nó kết nối với nhau đó, những cái vùng mà ở xa chúng ta mới chiếm được thì bây giờ nó sẽ phát triển. Rồi đánh lại một phát nữa nào. Ê trời đất của thần ơi, ủa cái gì vậy, cái tự nhiên có một thằng đi vậy, nhập vô lại đánh đó, nó lui lại là biết mình có cơ thắng rồi. Rồi bây giờ thì chúng ta đã thắng. Tại quân đội thủ đô của mình không có để cái chiến xa vô, thành ra nó mới có vấn đề như vậy. Rồi đây, hai ông này lên đây, trả lại đây. Rồi vậy coi như hòa. Rồi xong, chỗ này đẩy thuế lên được một chút. Rồi đền thờ đời cuối rồi đó các bạn. Rồi tạm thời dùng lính này đi. Ở đây thì chúng ta hồi quân các bạn. À, ở đây ngon rồi. Rồi ok, chỗ này mà dân nó tăng nữa là chết mình đó. Bây giờ nâng cái gì cũng mất thời gian quá. Thôi được rồi, nâng cái chỗ này cảng biển không cần, thôi nâng cái học viện đi. Chúng ta cũng bắt đầu phải lo cho mấy cơ sở giáo dục rồi các bạn. Rồi chỗ này xây cái đền thờ đời cuối, rốt cuộc thì cũng có chỗ có đền thờ đời cuối rồi. Rồi đây. Đây. Rồi xong. Chỗ này thì đang lên cái tường để có gì thủ cho nó dễ. Chỗ này thì đây. Chỗ này bắt đầu qua làm đẩy thuế lên đã. Chỗ này làm đường đi, kết nối lãnh thổ lại, tại mấy cái vùng này nó còn đường đất thì cái lãnh thổ nó chưa có ổn được. Rồi đây, chỗ này chúng ta bắt đầu mua dân nào. Rồi ok, chỗ này phải chút xíu nữa. Mua đến 2 lính nữa chúng ta mới mua được. Rồi lính này thì ba này chạy vô đây đúng rồi. Rồi bây giờ chúng ta giải tán bớt.
để cho nó về làm dân các bạn. Cái bản rơm 1 này thì nó có cái chiêu này để tăng dân nhanh. Vua lính thì mất dân mà. Đây. Xong. Và thế là chúng ta có thể mua thêm một lính ở đây thì coi như về. Mua lính thì mất dân mà chúng ta giải tán lính thì sẽ lại có lại dân. Cái đặc điểm của cái bản này nó là như vậy. Thành ra chúng ta lợi dụng cái này để chúng ta làm cái công tác dân số nó sẽ khá là hiệu quả. Nó đỡ hơn cái Medieval 2 chỗ đó. Medieval 2 nhiều lúc đợi lên dân cũng muốn chết luôn vậy. Rồi đây. Chỗ này thì không biết sao nó rất là ngoan các bạn. Rồi, nó ngoan thì cũng tốt thôi. À tại dân ít thì tất nhiên phải ngoan rồi. Đây chúng ta xây cái này đi. Rồi, chỗ này thì tiếp tục. Chúng ta cứ vây cho nó chết. Chỗ này nó có tướng, có đồ đấy, nhưng mà mình không thèm đánh, mình vây cho nó chết thôi các bạn. Nó cũng có thằng tướng này của mình là cái thằng giỏi làm trị an. Cho nên là nó mới được như vậy. Rồi. Rồi tới lượt chỗ này là phải thêm dân nè. Với dân có nhiêu đây thì không biết chừng nào mới lên. Thằng An Tức thì chắc là nó tính thách thức mình. Mà những đứa mà thách thức mình là dễ ăn đòn lắm. Quân thì không có nhiều, bày đặt đem nguyên quân đoàn full xuống đây, có khi anh còn nể chú. Rồi đây. Hồi mấy anh đánh thuê lại trước đi. Đây, rồi tranh thủ lúc đó mua một thằng lính rìu. Mấy thằng rìu này lát nữa cho nó ở giữ nhà, còn mình thì đi chiến đấu tiếp. Cái chỗ này nó ở xa thủ đô nè, có thể bắt đầu mình phải về đô được rồi đó. Và khả năng cao là mình sẽ phải về Jerusalem. Và mình cho là cái điều này là điều nên các bạn. Đây, chúng ta dời thủ đô về đây. Thế là xong, những cái vùng ở xa nó sẽ được ảnh hưởng tốt, còn cái vùng này nó bị xấu thì chúng ta phải chịu. Rồi đây đã thế thì hạ thuế xuống miếng nữa là xong. Sao Alexandria cho nó có quy chế đặc biệt đi. Rồi đây, cái cảng này không biết để làm gì luôn, nó không kết nối được với mấy cảng này các bạn, buồn ghê á. Rồi, cái hạm đội thì nó đóng ở đây nó về rồi thì cướp biển nào nó cũng không sợ. Chỗ này thì chắc là đang mình bấm cho hồi tàu cho ta mình quên tiêu à thôi rồi. Rồi, ok. Sau đó là mình cho qua đây mình khóa cái cảng của thằng Ba Tư bên này luôn cũng còn được. Cho nó chết luôn các bạn, thằng Ba Tư giờ nó còn có hai miếng đất à. Một cái này ta đang vây hãm nữa rồi. Để đảm bảo chiến thắng ở đây mình ta quay ta thêm một lính ở đây ta quay cho chắc ăn. Đúng. Rồi thằng ăn tức nó quậy mình nữa đó. Rồi lần này nó vô được. Rồi Hy Lạp chắc là Hy Lạp ta thấy mình mạnh bắt đầu tới xin giao thương rồi đó. Còn không thì cũng tới xin làm quen. Gì đây? À phát hiện nhưng mà không có xử được nó. Rồi thôi cái đó là chịu rồi. Rồi đây, chỗ này thì từ từ xây cái học viện xong rồi chúng ta xây cái thành này xây chính lên đời cuối luôn. Rồi chỗ này thì để coi dân số nó như vậy rồi thì mình nghĩ là mình xây cái lò rèn đi. Nâng cấp quân đội đi lên để còn xài. Chỗ này thì làm đường cái đã. Rồi. Không nói nhiều. Tiến thẳng tới đây luôn. Ông được xa quá nó không chịu. Cái bản này nó khổ chỗ đó đó. Đi xa quá là nó không đi. Rồi xong. Gớm khổ. Rồi lúc mà lập trình thôi mà nó chơi với khả năng code của mấy cái nhà làm game trong lúc mà này thì nó chắc khả năng code thì nó còn giới hạn nên chúng ta hơi cũng thông cảm. Rồi chỗ này nâng thuế lên lại được rồi thì tốt. Đây tới cái này đi cho nó lên pháp luật nè. Rồi tiếp tục là dân. Chỗ này thì mua thêm một lính này nữa mới an tâm. Rồi nâng cái này lên luôn. Đấy, cứ vậy đi, cái pháp luật nó mà ổn rồi tốt. Chỗ này thì ảnh hưởng Hy Lạp còn nhiều các bạn. Thôi kệ nó cũng không đòi, không không trách được. Rồi đến ta làm cái đường trước đi. Kết nối lãnh thổ lại đó. Chỗ này đang lên nhà chính. Rồi. Ok. À hạm đội 34 nó đang trở lại rồi, vậy hạm đội này tạm thời về đóng ở đây. Hạm đội này xử nó.
là xong. Hôm đó này về đây chắc có lẽ là mình sẽ mua thêm một chiếc nữa. À nó chạy xuống đây hả? Còn quýnh nó nhiều lúc nó cứ chạy được, nên nhiều khi nó lại khóa ngược lại cản mình. Thằng này có bộ tàu cũng tương đối ngon chứ không phải hông luôn nha. Nó có kiếm bạc á. Đây. Thằng này thì Kha đang không có tướng để giữ. Rồi mà an ninh cao vậy rồi chắc cũng không cần tướng giữ đâu. Đây. Đây lên đây. Rồi ok, cái thành này vậy là ổn rồi. Để coi nào. Thành này ổn rồi đúng không? À rồi, thêm mà mới mua thế, ví dụ là dân thì chúng ta lấy Jerusalem là chủ yếu. Rồi chỗ này đang xây. Chỗ này thì rồi ok, đợi đi. Đây, hồi lính xong đã là tính. Bên này chúng ta cứ cầm cự với tụi này thôi, chúng ta không nên đánh với mấy thằng sa mạc này nhiều. Cái miếng đất Liby này nó không có ngon, đó vô là các bạn đừng có ham. Đó mình nói thiệt, đất Liby không ngon tí nào cả. Nên mình phát hiện được điệp viên của nó đẩy ra, giờ nó chung vô lại, mà cứ như vậy hoài là điệp viên nó lên cấp. Rồi Hy Lạp nó đứng đó chào hoài mà không dám đặt quan hệ. Gớm khổ ông, tôi sẵn sàng tiếp mà. Có cái gì đâu mà ông ngại. Rồi. Chỗ này thêm hai cái chiến xa nữa là xong. Rồi. Không biết giờ đi tới được chưa. Đây. Nó chịu thẳng tiến rồi đó. Rồi khoan, chỗ này mua điệp viên được chưa ta? À chưa hả? À đúng rồi, phải có chợ rồi nó mới chịu chứ. Ồ, mình quên mất đấy. Chị chỗ nào mua được điệp viên ta, chỗ này mua được chưa? À chưa luôn, vậy là phải mua điệp viên ở đây rồi. Rồi. Rồi vậy phải chơi trò luân chuyển cán bộ thôi các bạn. Đây, điệp viên này chạy qua đây. Điệp viên này chạy vô đây. Điệp viên trên này chạy xuống. Rồi thế là xong. Để coi chỗ này tiếp tục mua dân. Dân ở đây chắc phải mua cầu 7 đứa mới đi cho đi. Đây. Đánh. Vẫn chạy được, ghê thiệt. Nó nhiều lúc AI nó có khả năng chạy mà mình phục nó luôn á. Nhiều lúc thấy quýnh không mạnh mà chạy giỏi ghê nơi. Thằng bon tốt này không biết nó tính cái gì đây. À mà thành này nó ăn dày thì chắc cũng không cần thêm dân đâu, tại nó nhưng nó cũng đã là thành đời hai rồi. Đây chỗ này lên rồi, ok, nâng thuế lên trả sao. Giờ chúng ta thờ thần Horus. Chỗ này đợi xíu để tiếp. Rồi đến thuê trong bản này cũng nâng cấp được nha các bạn. Rồi đây, ok. Rồi chúng ta để ba anh này lại giữ đất là được rồi. Đánh. Rồi xong, đánh cái thành này là yên chuyện. Chỗ này mua điệp viên đi. Rồi đi theo quân đoàn nào. Rồi đấy, chúng ta sẽ cho phe An Tức này về dĩ vãng luôn. Thật ra nó sẽ còn một cái thành ở trên kia mà thôi, cái thành đó thì mình cũng không để tâm lắm. Anubia nó biết nó quýnh mình không lại, nó rút rồi. Rồi Montus muốn gì nữa đây. Ồ oh. Nó thoải mái, nó đi qua đất mình ghê ta. Mình đi qua đất nó là nó làm trận làm thượng lên. Mà nó đi qua đất mình nó đi như không luôn các bạn.
cây không? Rồi đây chúng ta mở rộng cảng ở đây đi, chắc là sẽ mở rộng được giao thương ấy. Chỗ này thì ok, ta lên nhà chính được rồi. À, trời ơi, cái thành này nó làm loạn rồi, không an ninh thành này thấp thì nó sớm muộn thì nó cũng loạn thôi. Mình ra đánh đi, quân mình đông vậy không lẽ thua nó đúng không bạn? Rồi thằng tướng mình nó lên rồi đó, lên khả năng chỉ huy quân đội thì cũng tốt. Quân số giảm một cái là làm loạn liền ha. Rồi đây tại thế ta mua thêm một lính. Rồi tiếp tục nào. Anh nhìn mấy cái đoàn buôn nó đi mà mình cảm thấy mình tự hào luôn á các bạn. Giao thương quá phát triển các bạn ạ. Đây ở sa mạc thì kiếm miếng nước uống đi. Ở sa mạc thì ưu tiên cái này. Ai chà, thằng này đông quân lắm các bạn. Phải hãm lâu lắm đấy. Bản này thì không sợ hãm lâu thì quân mình nó loạn. Nhưng mà cũng hết sức cẩn thận. Tại vì mình đứng ở đó lâu á nó cũng dễ sinh chuyện. Đây xây cái đền lên. Đây mua thêm một chiếc ở đây nữa là đủ. Hạm đội mình 5 đi 5 chiếc là ngon rồi. Đây chỗ này đang nâng, chỗ này tiếp tục. Để coi chỗ này nâng cái lò rèn lên cho bà con sợ coi. Này là chí xa này mà từ từ đã, lấy hàng rìu trước. Rồi ông tướng này thôi quanh về đi, đề phòng cái nhà mất. Chỗ này là còn chịu được đúng một lượt nữa, hết lượt này là nó phải ra nó đánh. Rồi vậy thì ta bộ đảm bảo chiến thắng thì ta thêm một lính lên đây nữa cho nó chắc ăn. Không biết lính này là lính gì. À cũng toàn mấy thằng phương đông này thôi. Rồi đây thuế của mình đang để như vậy thì hầu như là nó sẽ khá là dễ tính. Đâu có ai từ chối được mức thuế thấp này bao giờ. Rồi đây vây thành. À đây lại có thêm mấy anh này nữa là tội gì không dùng. Đấy đỡ mất công đợi nó tiếp viện lâu các bạn. Chỗ này nó chỉ là cái thị trấn thôi, này cũng là thành phố rồi các bạn, thành phố mà chưa lên tường. Rồi này chắc à đây thủ đô nó ở đây nè, đập cho một cái là thủ đô nó bay về bên kia luôn. Nó chiếm cái đất này xong rồi đi xây tháp hơi bị mệt luôn nha. Mà đụng bên này không có đường, nó chứ đường nó nối bên này không, nổi loạn nó xuất hiện chỗ này mình bó tay luôn các bạn. Bản này thì không có cho đất được, nó không có nút tặng. Rồi ok, để dụ nó ra đánh thì ngon hơn là mình đánh thành các bạn. Nó phải đánh ra thôi. Rồi nó chết chắc. Ủa hòa, hòa thì mình vẫn là người thắng. Đồ thành. Rồi không sao, chúng ta chấp nhận mất một lượt nhưng mà đảm bảo chiến thắng các bạn. Nãy nếu mà bây giờ nó đánh ra mà hòa tức là giờ mà nó gì ta, mình đánh vô tức là mình thua. À, cái thằng bon tốt này nó muốn chết các bạn. Bạn nào chơi Rome 2 sẽ biết là cái thằng bon tốt này nó vừa giống phương đông mà nó vừa hao hao Hy Lạp. Rồi đây đây xây cái chợ trước đi, chỗ này an ninh với lại để tuyển điệp viên nữa. Ôi giời ơi, ngon thế. Đây, rồi từ từ. Chiến sự đang căng. Rồi ok, chỗ này thế là xong. Dân đẩy lên lên vậy là tốt. Rồi lấy cái máng nước trước đi cho có nước uống. Chỗ này làm đường cái đã. À ơi, cái đâu phải cái máng nước, cái đó là cái cống luôn các bạn. Ok. Bây giờ hạm đội này thì xong lên. Bây giờ thằng Bontut nó cũng là kẻ thù của mình rồi. Nó mình đã ngó lơ cho nó đi qua đất của mình không làm khó gì nó rồi. Mà nó còn tranh đồ, nó đánh thọc sâu cái thành của mình. Nó biết là giờ mình không có đem quân về được á mà.
Đây, ghép quân rồi đó, thành này chưa mua được lính rìu. Bản này cũng may là mình đồ thành, nó không có phá công trình ra, mình cứ tự nhiên đồ thôi. Rồi đây. À không được. Rồi để coi, đền thờ Hephaestus thì tất nhiên phải phá. À rồi, quên mất, phá đền này là chúng ta không được các bạn. Thần Hephaestus là thần thợ rèn mà xây cái đền cho ổng thì chúng ta mới được mấy cái đó. Rồi ok, còn không thì nó chỉ có cái này thôi. Rồi để coi nào, cho cái này biến đi, tại vì mình không cần mấy anh chị binh này. Nhưng mà chỗ này vẫn mua được bộ binh sông Linh nha các bạn. Lính này vẫn rất ngon ấy. Đây, mua lính rìu đi. Giờ đâu có chỗ nào tiếp diện được cho thằng này. Thành này nhiêu đây quân thì sao đánh lại quân Pontus cho được. Rồi để coi quân nó có cái gì. À nó không có tướng, nó chỉ có vậy thôi, chắc phải đánh tay. Nhưng không, đường nó chỉ có nói như vậy thôi. Rồi, chú thích gì? Quân đoàn này của mình đánh đâu thắng đó mà. À, đang có nổi loạn đằng kia luôn à. Rồi xong. Rồi đã thế thì kêu mấy anh đánh thuê thì đi đánh được rồi. Rồi ok, chỗ này chắc như là nó thờ bái hỏa giáo rồi các bạn, mà mình không có theo tôn giáo này, người ta cho nó biết. Rồi chỗ này để thế nô mồ được thôi, để thế nô mồ. Rồi thờ thần Horus. Rồi ok, cái gì đây? À kỵ binh Nubian ta không cần, nói chung là nhà ngựa thì bỏ. Thằng này thì nó đầu tư kỵ binh kinh lắm. Nhưng mà cái đường này thì ta giữ nè, cái này nó tăng cái buôn bán nè các bạn. Đường gọi là đường buôn bán về sau nó nâng cấp lên đường tơ lụa đó. Rồi đây. Ăn tức bà đặt á, lên chiếm cái thành này của nó luôn. À chiếm được thì cho đứng ngoài nghía. Đây, lính rìu. Thế thôi gì đâu. Thành này tuyển được điệp viên để cho nó tuyển. Nói chung là an ninh đang tốt là nhờ này nó giữ, chứ nó không có thằng đó thì mình không cho tướng ra ngoài được là vậy. Thiệt. Thằng này nó chơi cái thế này, giờ mình đâu có cứu nguy được cái thành này, nó nằm một mình trơ trọi giống vậy mà. Đánh. À rồi thôi không sao, được sao là có lính rồi. Bất quá thì gửi bớt một lính từ đây về để nó hồi luôn. Không biết ngay mà, chỉ cần một lính thôi an ninh nó lên liền. Rồi thế mua luôn chiếc. Tính không mua mà giờ phải mua, mua là để khóa cái cảng còn lại này của Ba Tư nè. Rồi sau đó là chúng ta lên, chúng ta khóa cái cảng của Pontus luôn, cho nó biết mặt, cái tự nhiên hay không nó quánh mình, mình chả biết tại lý do mình làm gì sai với nó luôn á. Rồi thôi, riêng thằng này thôi mua luôn đi, chê cái gì mà chê. Rồi ok, biết là nó dám đánh hay không ơi. Chỗ này là mua được lính sông Ninh hả? À rồi để coi cái gì đây. À cái này cũng không cần phải sửa, cái này cho biến luôn, mình không cần cái trường bắn. Rồi tốt. Cái gì đây? À dám chủ động đánh mình nè. Nhiệm vụ của mình là đánh thằng Armenia chứ không phải Parthia hay là Pontus, thành ra mình đã không có ý muốn đánh rồi, nó lại
muốn đánh mình ra giờ mình cho nó ăn đòn luôn. Rồi đây, ok, cứ để như vậy được rồi. Lượt sau cái thành nó xong rồi ok. Ấy chà, nổi loạn lắm thế. Còn nổi loạn này hơi bị mạnh đó nha. Play defeat luôn các bạn, tướng không chết. Ờ kệ, vậy cũng được. Ồ, nổi loạn gì mà mạnh dữ vậy ông? Ồ, nổi loạn mạnh dữ. Rồi, khoan thì từ từ xây cái chợ lên đã. Ở chỗ này sao tự nhiên an ninh kém vậy? Rồi, ăn kém thì phải mua lính nữa chứ biết sao giờ. Ây chà, tàu 34 đi tới đây luôn. Ây trời ơi, nó chạy hay ghê quá các bạn ơi. À, chạy nữa. Ồ, chú chạy giỏi thế. Ồ, chạy giỏi dữ vậy anh trai. Rồi bị kẹt đường thì thôi, gớm khổ. Rồi chỗ này để mua lính xong liên đổ đã. Rồi đây thờ, tiếp tục thờ thần Horus. Phải bắt nó thờ thần chung với mình đã là nó mới chịu nghe lời. Đây mua một thằng cầm rìu. Thằng kia nó không đánh thành là nó dở rồi. Hoặc là nó biết nó đánh không được, nó ráng nó vây. Nó vây cho mình chết. Đây, đây mua dân tiếp. Ẩn hồi mới dẫn điên thế. Rồi ở đây mua thêm một lính đi đề phòng. Nè, giống như nổi loạn nó ra ở đây mình bó tay luôn. Chỗ này ít quân quá nè cho nên là mới bị như vậy. Mạng tướng này đúng kiểu phúc lớn mạng lớn các bạn. Mighty General. Engage the enemy. Chú em dở rồi. Glorious victory. No more moves. Rồi đây ok. Rồi ok, thành này không có nhiều dân nhưng mà cũng phải hồi quân chứ biết sao giờ. Mua thêm một lính luôn, tiếc chi tiền. Giờ điều quân rồi mấy chỗ kia qua biết tới chừng nào. Đây, nâng thuế lên lên chút. Đây, tiếp tục mua thêm lính rìu. Xây cái nhà lên cho nó lên pháp luật. Chạy à, chạy mà được à. Này thì rồi hãm thành. Rồi cứ vây cho anh, vây cho nó chết. Rồi đây, thế là đỉnh rồi. Tiếp tục, chỗ này mua được lính sông Nin mà đúng không? Rồi đấy, mua lính sông Nin. Rồi đẩy lên. Thằng An Tức sắp đi rồi, bài đặt láo với mình. Cái chỗ này nó ở xa nè, nhưng mà tính đây giờ chỉ có mỗi thành này là cần dân thôi. À thôi, thành này không cần mua nữa. Mua một con chiến xa nữa đi đề phòng. Rồi, dẫn dân đi thôi. Rồi, anh này để ra một dân nữa rồi dẫn đi. Rồi xong bỏ lên đây là đẹp trời luôn. Chỗ này nó đang phải như vậy. Thành này phải thêm lính thôi, tại vì nó cũng ít, nó phát triển quá rồi, ít lính quá thì cũng không được. Rồi đây, hy vọng thành này cái cảng này mở ra nó nối được với cái cảng này. Không mình cũng mệt. Và sao cái này là mình tuyển nhầm cái kỵ xà kỵ cung thủ rồi, cái là chiến xa cung thủ rồi. Thôi kệ nó, không sao, chiến xa gì cũng được. Cái gì đây, bị quýnh nữa hả? Chà, hạm đội 34 kinh thiệt ta, tới lúc này vẫn còn quýnh trả lại mình hết sức quyết liệt luôn á. Ây chà, à
tay một trận coi nó làm sao. Đánh trên sa mạc thì Ai Cập cũng có ngán ai. Đây, ủa, chết màu. Không được thủ, ế, ế, chưa chưa gì mà nó bắt mình về đây rồi. Ê, ê, phải cho thủ gốc chứ. Trời ơi, cái này hình như cái điều khiển nó khác với lại cái bản Middle 2. Vậy chết mình. Mấy ông ơi, thả ra nhanh. Tập hợp lại, nhanh, nhanh. Ồ, tưởng giờ mình tính cho thủ gốc. Rồi, giọt lẹ. À, sao nó không chạy được ta? Rồi, chạy. Ủa, con thằng đứng lại kìa. Đây đây đây, tướng đứng sau. Đây đây đây. Rồi, ok. Rồi xong, hạ cái giáo xuống. Tướng đứng sau cùng. Rồi, tính làm gì anh? Quân nó đang ra các bạn. Mấy anh da đen này mà cũng biết xài đội hình này cũng ghê chứ. Rồi, ngon, nhào vô. Tính chơi tập sườn mà mình đâu có dễ ăn. Từ từ, không sao. Để coi nó chơi cái kiểu gì. Không có giới hạn thời gian. Tính dùng sa kỵ bắn mình đây mà. Rồi, ok. Nhào vô trước đội hình Kha Lăng mà mấy chú dở rồi. Nhấp nháy liền. Bài đặt. Rồi, nhào vô. Nhấp nháy ngay. Ê. Giữ vững trận địa, không được di chuyển. Rồi, ok, quay lại. Cho con tướng mình quay lại luôn cũng được, không sao. Ê, mấy chú ngon thì cứ nhào vô đội hình pha lăng của anh. Cho con tướng quay lại thế là luôn, không sợ. Muốn đánh hướng nào cũng được. Bài trận anh thủ anh tính hết rồi. Nhấp nháy liền. Mấy thằng lính này của Ba Tư nhìn vậy thôi chứ nó yếu xìu à. Nó nhát lắm, nó là bộ binh hạng nhẹ mà, nhưng mà nó còn tệ hơn lính của mình nữa cơ. Wow. Ê, chạy về cuốn xếp ngay. Chà, nó đi vòng kinh quá ta. Đây.
chưa, chết chưa? Ngon thì cứ nhào vô. Những cái mũi giáo tua tủa của anh đang chờ đây. Chỉ có thằng tướng là cần rút về thôi, mấy thằng còn lại lên đánh hết cho anh. Mấy thằng xạ của nó cứ bắn thì bắn hồi hết tên luôn, mình chưa hết lính nữa. Hey, hey. Lên tiếp anh em ơi, để coi ai chết nhiều hơn. Ôi chà, ôi chà, nó đang bắn quân mình chứ đùa đâu. Rồi quân nó đang bị mình bắn te tua rồi. Xạ kỵ nó đang bắn hơi bị đau ấy. Nó đang rồi thôi, ráng chịu nhanh nhanh, ráng chịu. Bật đội hình pha lăng lên rồi phải chịu được. À, đội quân này là không có cái gì để đánh xa hết, mình cho có mấy thằng cung đứng đây cũng đỡ. À, tại không có điều kiện để đào tạo lính xạ thủ. Đây. À, nó nhắm thằng tướng mình khá là ghê chứ đùa đâu. Bắn hết tên rồi cũng phải nhào vô à. Rồi, bắn đi. Coi coi anh hết máu trước rồi chú hết tên trước. Rồi, cũng biết ngay rồi. Rồi. Ê trời ơi, tướng mình bị hút cho cái chạy sợ chạy rồi. By the gods, your foolish general has got himself tướng mình chết rồi là nguy hiểm. How will your soldiers greet this news? Thọt lại cho mấy cái chết liền gì? Không sao, thằng tướng nó chỉ là cái thằng tướng clone thôi, nó không phải là tướng chính. Tướng chính của mình cười chiến xa. Có chiến xa nãy giờ mình ủi chết cái đám này lâu rồi, tại bây giờ mình mà dí là nó sẽ chạy chứ nó không có đánh tiếp. Đây, ngon thì nhào vô. Rồi xong tới lượt tướng nó ngu quá bạn. Hút vô cũng mạnh cái trời. Chết hả? Ồ, tướng nó chết nhưng mà cái đạo quân này cũng nó hút hơi bị đau ấy. Xạ kỵ mà hút đau ghê ta. Cái điều khiển cái cam của cái bản này không quen, cái điều khiển lộn hoài. Sao mình chưa có tập đánh Custom Master của cái bản này nhiều. Rồi, cánh bên này là coi như xong rồi. À, nó yếu quá rồi các bạn, tướng mất, bây giờ nó mất tinh thần rồi. Kiểu này quay lại thành cái hình này luôn. Biết ngay là nó rồi, nó cũng phải xung phong thôi. À, cả nó lẫn mình đều mất tinh thần, mình thì mất tướng, ra nó cũng vậy. Nhưng mà được cái nó, đây là nhà nó. Nó lại sợ chạy nữa rồi. Ở chi mấy thằng này nó có cái lao giống như lính La Mã đó, nãy giờ phóng lao là mấy thằng này nó cũng chết hết mớ rồi. Mình đang chiếm thế thượng phong, tại vì mình giết được 63, ê bạn, mình mất 63% quân số, nó mất ít hơn các bạn. Không có tính giờ à? Có mình có để giờ mà để giờ hơi lâu. Ai chà, nó vẫn còn phóng được à, đạn nhiều thế.
nó chạy vô gần tới thì nó lại sợ, nó chạy ra mới khổ mình chứ. Hình của mình bây giờ nó mỏng đi rồi. Mình đang hao quân dần. Nó cứ dở cái trò đánh xa, mình không có đánh lại được. Mấy thằng này đạn nó đâu nó lắm thế nhỉ, nó bắn hoài nãy giờ đó. Mình nhấp nháy theo mới buồn chứ. Rồi đây. Nó cũng nhấp nháy rồi, khác gì mình đâu. Cái tụi bắt gia này nó chủ yếu là lính đánh xa các bạn. Lại tiếp tục tạo hình đội hình thủ. Đội hình này nó sợ lính đánh xa lắm các bạn, tại đơn giản là nó thủ không, nó đâu có công đâu. Mình có pháo hay có gì mới được, nó lại chạy các bạn, nó đâu có ngu đánh mình đâu. Rồi ngon thì nhào vô, muốn hướng nào cũng được, nó hết tên rồi các bạn. Ây trời đất quỷ thần ơi, mấy ông nhát thế. Ôi, nó canh me nó hút một cái thì mình nó mấy thằng kỵ binh này. À nó là kỵ tướng mà. Đây chơi nó nhanh. À, quân mình giờ lộn xộn quá. Nhưng mà chủ yếu mấy thằng này tinh thần chiến đấu nó không cao nữa. Nó bị hút một cái là nó chạy thôi. Ra cái đội đó nó mất tướng rồi mà nó vẫn đánh mới ghê chứ. Ê trời ơi, nó mất tinh thần nó chạy hết rồi. Còn mỗi một cái thằng này nó chưa chạy thôi. Rồi nó chạy luôn rồi các bạn. Cái đám này tinh thần nó kém quá, nó đi một mình không được, phải có tướng. Ê chà, cái đạo quân nó đi luôn rồi. Thiệt. À không, nó ở đây, nó lui về đây. Rồi ok thôi, cũng tốt, có quân để thủ. Có quân để giữ nhà chứ lộn. Rồi đây thôi được rồi. Chạy anh đây. Rồi chúng ta cũng trách làm gì. Rồi Alexandria có dịch bệnh rồi các bạn. Rồi ok, chết bớt dùm cái. Vậy đi. Chúng ta cũng không thể nào làm gì khác được. Rồi lại có loạn cái gì. Ây da. Cái đạo quân nó đi không có chiến xa, đúng là hơi dở. Bộ binh tại cái kiểu đó toàn thủ thôi, không có công được. Mình thì tính thủ gốc mà nó để về hồi mình không có lui về gốc được. Không dở cái bài của mình ra được thì không đánh được. Rồi đây. Rồi đây, thôi ok, không sao. À đây. Nói, cướp biển hả chú em. Victory. Ship's ready. Ship's rồi ready. Xong. Yes, mighty lord. Này cho chừa cái tật cướp biển. Chỗ này đang dịch thì không có hồi quân được.
Rồi, để mua lên đánh phát nữa coi thắng không. Vẫn thua. À, lần này thắng rồi các bạn. À, mình mất luôn tướng. Thiệt. Mấy thằng tướng nhà mình nó chiến đấu như thế nào ấy. Harris dead các bạn. Harris quá đi. Rồi ok. Chỗ này nâng cái chợ lên trước đi. Đây. Này thì 34 này. Đó là mình không tập trung đánh 34 được. Rồi đây mua thêm một tàu. Cái này là tàu của anh 34 đúng không? Này 34 này. Tàu của Bontuot đúng không? Bontuot này. Tàu này coi chừng đánh nhầm tàu của Hy Lạp nha. Này 34 này. Này thì 34 này. We are supreme. Đánh cho nó te tua luôn các bạn. Tàu mình giờ lên cấp để ớn luôn. Ây da. Rồi đây. Hai chỗ này cứ nó giữ cái nhiệm vụ nó mua quân thôi. Rồi. Ok. Cho đi lên đây. Này chạy vô. Rồi xong. Rồi chỗ này bỏ chợ đi mua cái này luôn cho tôi. Có gì còn lấy hàng cầm rìu ra chứ. Được mấy chỗ tuyển lính rìu thôi đâu có đủ. Rồi có đường có xá đi chỗ này cũng mừng. Chỗ này xây cái chợ lên để tự mua điệp viên. Nhưng mà mốt ráng sao mà điệp viên chỗ nào thì chỗ đó lo các bạn. Cái thành kia tưởng nó nằm ở khu đó dễ ăn mà ai ngờ cũng không dễ ăn lắm. Rồi. Rồi vẫn thắng là được. Thằng Bontuot này nó chuẩn Hy Lạp rồi, thành ra là nó hơi mạnh hơn so với mấy thằng kia chút. Rồi thằng này thì từ từ. Rồi đem quân về đi. Ở đây anh lo. Đây. Hạ thuế xuống. March. Joining forces. Rồi ok xong, lượt sau có lính là tốt rồi. Đây. Quất cái thành này luôn. Đang cay. Cho cái thành này nó đi cái đã là mình mới làm việc được. Còn thằng điệp viên này thì lên đây đứng đợi xíu đi. À mà quên nữa. Cái thằng nó đang đi rồi. Trả điệp viên lại. Điệp viên này là ở đây. Lần tới là không cho mấy thằng da đen nó đi mình được. Phải ít nhất là phải dẫn theo chiến xa các bạn. Ây da. Thằng 34 nó còn có một miếng ở đây thôi à. Nhưng mà tại vì mình đang không có cơ sở để tiến quân ra đó. Rồi. Hạm đội này thì đây là cũng kinh rồi. Rồi đây hồi tàu rồi mua thêm chiếc nữa là lên luôn. Cái khu này buôn bán tấp nập phết. À, thằng Bontuot nó phá mình. Rồi mình nói đúng ra là cũng phải đập thằng này mới đánh được thằng Armenia các bạn. Rồi dịch bệnh tiếp tục thì ta chịu rồi. Đây bắt đầu mua chiến xa đi. Chỗ này từ từ. Rồi ok tốt. Nâng thuế lên lại.
hồi lính. Thế là xong. Rồi mua chiến xa luôn. Chỗ này ráng gồng mình lên chịu. Đẩy thuế lên lại miếng. Thiệt. Ông này có gì đánh nổi loạn không, cũng làm xong nữa. Đây. Mua lính cái đây, chỗ bây giờ bắt đầu nâng cấp nhà lính lên được rồi. Đây, mua chiến xa tiếp cho tôi. Đây, chiến xa luôn. Đấy, phải như vậy mới được. Ở đây mua chiến xa luôn. Ở đảo mình chơi chiến xa nó mới đỉnh các bạn. Rồi, đây. Thấy tàu của anh tới thì lo mà trốn đi. Rồi. Chỗ này thì lo coi cho dân có nước uống cái. Rồi. Chỗ này dân vô cái nữa là ok. Thanh niên này vẫn quân về. Công nhận trận nãy thắng mình cũng giật mình luôn á. Rồi từ từ. Chỗ này phải lo mua quân cái đã. Rồi đây xây cái chợ lên. Chỗ này xây cái máng nước đã. Mua thêm lính. Rồi, dâng lên cái là đầy ngay mà. Rồi, chỗ này gần biên giới bên tốt thì đúng là phải thêm lính thiệt rồi. Đây. Chỗ này thì nó đỏ thì phải ráng chịu. Mua thêm lính thôi chứ không biết sao giờ. Được sao thì nó lên rồi. Đây. Mua thêm mấy lính sông Niên, mặc dù chỗ này thì hơi bị xa sông Niên đó nha. Ở đây đền thờ thần Horus đây. Rồi cái thành này giờ chú biết anh. Rồi. Ok, chiến dịch này chúng ta phải đi chinh phục khá là nhiều á. Cái thành này chúng ta cứ đợi thôi. 22 thì đứng ngoài được rồi. Nhưng mà thanh niên này đi được 100 đúng không? Rồi đây, 100 thì đi vô. Rồi dướng quân quân thù á. Để coi. Ồ, đạo quân này cũng kinh đấy. À, ở đây mới là không có tướng. Chà, có con thằng nổi loạn nó đứng ngay đây. Cái đất này đi dẹp nổi loạn là mệt lắm, là chắc phải tuyển cả đống chiến xa. Chứ có gì mình đi mới đi đi cái đó, tự nhiên phải đánh tay đó mình đi hốt mới được. Chứ còn không thì rất là khó đi. Bản này nó không có lo cái vấn đề cơ sở hạ tầng. Mà từ đây lên đây đúng là đi đi bộ sướng hơn là đi tàu các bạn. Mà chỉ là dân từ Memphis đi xuống Thebes, chứ hầu như từ Thebes nó không lên Memphis các bạn. Còn chỗ này bị dịch bệnh thì hầu như chả ai đi luôn. Thế đường xá làm cho đã chả ai đi các bạn, buồn đời ghê vậy đó. Chà, Bacchia nó tranh thủ nó quậy mình các bạn. Rồi thôi cái đó là chúng ta chịu. Chà, dịch bệnh lâu quá mà, tại vì cái tụi Ai Cập này thì cái máng nước của nó lên tới đó là hết cỡ rồi. Không biết là mình nâng cái máng nước là được tới mức nào nữa không ta. Mình nhớ là hình như được một hai cấp gì à. Nên cái bể tắm là hết cỡ. À mà muốn lên nó thì phải lên cảng à. À chỗ này cảng rồi lên chưa ta. À này lên nhà tắm luôn rồi. À nó lên tới nhà tắm luôn rồi, chịu rồi. Sạch tới được mức đó thôi chứ không sạch hơn được nữa đâu mấy chú, thông cảm cho anh nha. Rồi. Rồi đây. À, có hải tặc, có hải tặc. Ủa, đâu? À, mình xin lỗi mình nhìn nhầm cờ các bạn. Nóng quá rồi cái giờ quán gà luôn rồi. Đây. Nâng cái tường lên trước đi để thủ cho nó ngon coi. Rồi đây, chung vô. Rồi, cái thành này hầu như không có gì các bạn, chẳng qua là nó đổ quân vô đây đông thôi. Rồi. Rồi. Chỗ này thì chúng ta xây cái này đi cho nó có luật pháp. Rồi.
Ok, ổn, ổn. Đây. Đây. Đấy, cứ thế. Rồi từ từ ta sẽ đem quân đi đánh sao? Rồi, tiếp tục ông này chạy vô nhà là được. Ông này sao thời gian này chắc cũng hơi khó khăn, dâng lên không nổi. Rồi. Ông này thì cứ từ từ. Quân đội đang nở ra, đây nè, xây cái nước lên cho dân nó có vệ sinh coi. Đây, to đúng rồi. Đây lính sông Niên đây. Lát nữa để quýnh xong rồi để lại nguyên đám lính ở đây luôn. Mấy người để hết mấy anh da đen này để cho giữ đất rồi sau đó là mình đi thôi. Bây giờ chuyển quân thì cái chỗ này nó xa quá không chuyển quân được. Mướn lính đánh thuê xong lên lấy lính trên kia xuống đánh là được. Tàu mình đi tới đâu rồi ta? Ready to sail. Tàu của La Mã đây. Rồi thôi chúng ta né một bên đi. Rồi xong, sau đó lên đây ta vây cái cảng này của bên tốt. Bộ binh sẽ đi từ từ qua. Ba Tư còn mỗi thành này thôi. Đánh bên tốt xong vòng lên đánh Armenia cũng ngon hết chứ. Ở khu này núi không là mình vòng thẳng lên bây giờ mà bây giờ mình lại gây sự với Armenia nữa thì nó hơi dở. Rồi. Nó quậy tiếp rồi. Rồi, được lắm, chú em được lắm. Rồi, chỗ này hết dịch rồi các bạn, tốt. Rồi thế là xong. Rồi ok tốt các bạn. Ây da, bản này xem ra phải tập, mình phải tập đánh custom butter lại các bạn. Tại vì cái nút quay camera của nó khác với cái nút quay camera bên Mero 2. Thật ra là mình quay nó không có thuận tay, kết quả là nãy mình cứ quay vòng vòng hoài. Rồi đây, bắt đầu nâng cái rào lên đi cho nó chắc ăn. Chỗ này thì đang bị giảm dân, kệ cũng tốt, mình mừng gì điều đó. Chỗ đó phát triển nhanh quá rồi, mình cũng thấy không ổn lắm. Đây, xây cái đường lên đi để lát còn hành quân. Rồi ok, tiếp tục mua lính sông Niên nào. Ở đây thì cứ mua lính này. Rồi. Bắt đầu giải tán. Giải tán. Rồi đó, vậy đi. Chỗ này lên dân cho nó lẹ. Đủ dân không? Vậy mà vẫn còn thiếu, buồn đời vậy. Rồi đây, à thôi khỏi đi. Cho anh này về làm dân luôn cũng được. Là mấy anh không có sao cho về làm dân đi. Vẫn thiếu. Thôi được rồi, thiếu nhiêu đây thì thôi cũng chừng 2 lượt nữa là đủ rồi. Rồi lấy dân chỗ này đi lính tiếp nào. Đây. Rồi giờ chú thích gì? Nãy giờ chú bắt nạt anh hơi nhiều á nha. Anh không có thích đánh nhau chú đâu mà tại tự chú kết oán với anh thôi.
nuôi thêm hải quân gì đâu. Cái này chắc cũng tàu thường. Ở đây tàu nó bèo không tàu mình nữa mà. Chiếc của mình ra vẫn đánh được tàu nó như thường. Rồi xong, phá cản nó lại. Thằng Bắc Kia nó vẫn tranh thủ nó quậy ha. Rồi bữa nay thanh lý ít nhất hai miếng đất nữa của ông Bắc Kia mới được. Ông Bontus này bạc láo nha. Ok, mọi thứ vẫn tiếp tục, mọi thứ vẫn tiếp tục. Rồi xong. Đẩy thuế lên lại cho dân nó tăng chậm tí mình đỡ khổ. Đúng rồi. Bên đây cứ vậy đi, duy trì một cái hạm đội để chúng ta chống cướp biển là được rồi. Ở đó thì hầu như không có thủy chiến các bạn. Rồi đây chúng ta nâng ruộng. Ở đây thì chúng ta nâng cái lò rèn. Chỗ này thì nâng cái chợ đi. Đây mua mấy cái chiến xa ở đây mình chơi cho nó chuẩn chỉ rồi. Rồi chỗ này nâng cái chợ luôn. Đây chiến xa đó là cái phương tiện chiến tranh nó hiệu quả các bạn. Rồi đánh chú rồi mà tù chú tuổi tôm nha. Chả biết nó ở đâu nhưng mà thôi cứ chơi các bạn. Đây ta điều thêm một hạm đội nữa ra là xong. Rồi cho chỗ này thì cứ thở đi. Rồi tốt. Tốt. Đây lính chuẩn Hy Lạp rồi nó mới ngon. Ồ chỗ này nâng thuế lên được rồi các bạn. Rồi xong, lượt sau lên là ok. Biết vậy nâng thuế trước luôn cũng được. Mà thôi kệ nó. Rồi đây thôi xây nhà tắm đi, chưa nâng thuế vội. Đây cứ mua lính tiếp. Cái chiến xa mà một lượt là chiến xa bắn tên. Còn chiến xa hai lượt mới là chiến xa anh, chiến xa bắn cung các bạn. Đây giờ chú thích gì hết đường chạy nha. Không nói nhiều đồ thành ít nhiều gì cũng đồ dân chỗ này lên chậm rì luôn. Rồi đây cái đền thờ bái quả giáo mình cho nó biến thay vào đó là đền thờ thần thơ đuối. Rồi thế là xong. Rồi ok mình đem kỵ binh đi bảo vệ mình đã. Rồi mình xuống đây mình đặt một cái tháp. Viên coi. Đây vậy đi cho thấy nhà nó các bạn. Rồi đây nhưng mà đánh ra đây mình lại đụng hàng với Hy Lạp nữa. Đánh ra đây dễ có mâu thuẫn với Hy Lạp lắm mà. Hy Lạp thì thật ra nó cũng sắp tồi rồi. Tại Hy La Mã nó chiếm gần hết rồi các bạn. Hy Lạp còn mỗi cái thành đây bên đây chắc là mất lâu rồi. Rồi ok. Lãnh thổ của mình vẫn đang được kết nối, không bằng đường bộ thì cũng là đường biển. Chỉ mấy cái miếng đất bự đúng nhiều lúc khổ ghê nơi á. Phải đi xây tháp rồi đồ không, phải chỉ cái thành nào nó cũng nhỏ nhỏ nó vừa vừa tốt. Trời ơi, bọn tôi nó đánh nữa. Cay thiệt á. Rồi. Đây. Chỗ này thì chúng ta xây lò rèn lên đi.
Nó mè đúng lúc mình cần lên cấp thành phố luôn chứ. Thằng Bontus này là chắc phải đồ thành của nó rồi. Chứ cái kiểu này mình không chịu được các bạn, cay lắm rồi đấy. Rồi. Rồi xây cái tháp ở đây cũng được. Rồi xong. Rồi một cái tháp nữa ở đây. Một cái tháp ở đây và một cái tháp ở đây. Rồi thành này thì không có gì hết, phải đợi lên dân thôi. Ok. Thành này thì không có vấn đề gì, ta xây lò rèn thôi. Thành này không vấn đề gì, anh này mua tàu thôi là được rồi. Hạm đội thứ ba chuẩn bị lên chiến đấu. Rồi chỗ này thì mua cái lò rèn đi, rồi mình nói chuyện tiếp. À quên quên, chưa xây chợ thì chưa có điệp viên nữa, gớm khổ. Rồi chỗ này xây cái ruộng được rồi. Chỗ này thì xây cái này, lấy lính ra chơi. Rồi đây, muốn tiếp tục mua lính rìu cho anh. Thiệt, thằng này tự đánh được không trời. Đường nó yếu quá. Thanh lính thằng này nó mạnh ghê ta. Rồi đem quân đi đánh cua, đi đánh cú nguy nè. Đúng lúc mình cần lên lên cấp nhà luôn chứ. Nó me hay thì uổng hết một hai lượt đi của mình luôn chứ phải một nữa. Thì game nó bóp thiệt chứ đùa đâu, giờ mình đâu có tập trung lực lượng mình lên đây mình đánh được. Đánh luôn đi, đợi hoài biết ngày tháng năm nào. Đây chung vô luôn. Rồi xong. Tụi này nó bóp mình dữ quá, tại quân đoàn chủ lực của mình thì nó đang bận rồi. Rồi, ok, ok, không sao, không sao. Mình có cách xử lý hết. Tất cả anh em bình tĩnh. Nó thằng này nó phá mình riết luôn thôi. Ai chà, lại lại. À, không được nóng nha. À, nó đánh cái chỗ kia rồi nó biết mình tiến quân ở đây, nó chặn thằng Bontus cho nó đang cố gắng cứu thằng 34 này nè. Rồi ok, chú cố cứu thằng 34 thì thôi, anh cũng không ghét bỏ gì chú, nhưng mà tại chú chống anh thì anh phải xử chú thôi. Đây tiếp tục mua chiến xa cho anh. Rồi xây nhà dựng cửa thì xây đi. Xây cái chợ lên nè, chỗ này cho nó tự mua điệp viên luôn. Chỗ này chưa đánh được thì phải lui lại, bị thằng Bontus nó cản đường rồi các bạn. Đại quân chưa đi được. Rồi xong. Có liên quân tới cứu rồi. Thì anh không sợ chú, ấy chà. Nó mạnh ghê chứ. Thằng này tại khả năng chỉ huy của nó hơi bèo nữa. Đấy. Đợm 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 đợm. Quên mất xây nhà trước rồi mới được hồi lính. Đây, tự mua thêm lính đi. Mighty General. Orders.
Đây, gửi tặng chú mấy anh lãnh thuê luôn nha. Rồi xong, mình dắt mấy anh cầm rìu này về thôi. Rồi đây, cứ mua đi. Lên đây chúng ta dắt cái đám lính đánh thuê đi, rồi xong đi lên đây xây một cái, rồi vòng qua đây xây lại một cái, rồi đi lên đây lấy hết mình cầm rìu, chạy thẳng lên đây dứt đất quần tức là xong. Ây da, nói chung là với cái nguồn tiền nhiều của mình thì hầu như mình chả ngán nó các bạn. Điệp viên nó phá mình đêm ngày luôn. Bây giờ nó không phá được nữa rồi. Ai chả dám đánh thẳng vô đây luôn chứ. Mày gan. Chà, mày gan thiệt. Rồi thôi không sao, chúng ta cũng phải dành lời khen cho nó các bạn. Nó dám đánh cái thành đó của mình là công nhận là nó gan rồi. Kiếm được thằng gan vậy thứ hai không có đấy. Rồi ok, có nổi loạn đúng không? Phải đánh thử coi. Phải đánh được chứ. Đó, chú phải vậy anh mới sống được. Ở đây xây cái ruộng đi, ở sa mạc mà dân nó tăng chậm thì phải xây thôi. Rồi chỗ này mua lính đi. Rồi sau đó mới chuyển đổi được. Chỗ này cũng vậy. Rồi, ok. Đây, nâng cái lò rèn lên cho bà con nể coi. Rồi. Ở đây lại mua lính rượu. Đây có trời, chỗ này sắp hết dân rồi, mình mua bắt lính dữ quá. Đánh con này chú láo với anh. Đây mua lính. Mighty General orders. Mighty General orders. Xả thằng nổi loạn này một cái nào. Rồi nó chạy rồi, thôi không chấp nhất các bạn. Rồi để chỗ đó là để phòng bon tuốt nó đánh. Rồi đây chỗ này dân tăng nhanh mà, nói vô là có tăng kịp hay không thì nó còn phụ thuộc chỗ đó dân ít hay dân nhiều. Đây cho nó xin miếng nước uống đi để cho nó ngoan. Rồi chỗ này đúng không? Rồi tốt, xây cái tháp lên. Rồi thế là ổn. Cho. Rồi tới lượt một cái tháp chỗ này. Nhưng mà tại vì có nhiều cái thành nó rộng quá đó, điệp viên nó cũng không tới được nữa. Đây là có lính gì đây? Rồi có thằng này, có gì mướn đỡ đó. Sao nó xuống cái trị an dữ quá, chắc là dịch bệnh thôi. Ủa mà chỗ này nó nổi loạn kinh tế, này Jerusalem mà, đất của người Do Thái, nó bị Ai Cập chinh phục rồi, nó đâu có chịu được đâu, nó phải quậy thôi, hiểu mà. Thiệt mấy cái ông Do Thái này gớm khổ mấy ông.
Hạm đội này của mình thì kinh lắm. Này hạm đội 34 này, tập cho thành 44 luôn. Đừng hòng, anh không cho chú thoát đâu. Chú là chưa đánh được thì cũng phải bay cho nó chết các bạn. Rồi xong. Quân mình tính ra đơn vị nào cũng có đội hình pha lăng ha. Rồi xong. Chiếm cái miếng đất đó xong mà không quản hết hơi luôn. À, tới lượt Alexandria rồi. Armenia lại xin làm đồng minh, tất nhiên là không cho. Ồ, một tướng mới, tướng này được nè. À, tướng này đang ở đâu? À, tướng này ở đây à. À rồi. Ok, nếu đã như vậy thì cho qua đây trấn nhậm cái chỗ này. À, vậy đi cũng không tới nữa, gớm khổ. À, trời ơi, lại đụng nhầm thằng nổi loạn nữa. Xây cái tháp ở đây nè. Rồi, sao thằng này tướng nó tự đánh được các bạn. Rồi, nếu đã vậy thì cho thằng tướng kia nó qua nó xây cái này. Mình xây cái này đây là hai ông tướng cùng xây thì ngon hơn rồi. À, đôi khi nó spawn ra cái kiểu này cũng làm phiền mình ghê nơi luôn. Rồi, xong. Mua một cái chiến xa nữa, có mốt đi càng nó loạn cho nó dễ. Đây, mua chiến xa đi. Ngon cơm. Chỗ này vẫn loạn à. Chắc nó loạn ghê quá, mà dân nó vẫn còn tăng nhiều lắm. Đây, xây cái lò rèn lên. Rồi, trả nó bớt hai cái chiến xa này đi. Rồi đấy, có nổi loạn thì có cái mà đánh. Còn loạn quá mình ra ngoài mình cho nó chiếm thành trước, xong mình quanh vô, mình vây thành, mình đồ thành, mình chơi tiếp. À, cái gì cũng có chiêu của nó các bạn. Tất nhiên là sau đó rồi chúng ta sẽ phải làm điều đó lần nữa thôi. Cái game này nó sướng cái là nó không có bị như cái thằng Remedial 2 là mỗi lần đồ thành á là chúng ta bị giảm cấp công trình. Thằng này là các bạn cứ đồ tự nhiên. Các bạn cứ đồ thành tự nhiên cho mình. Đây. Đây rồi, ok. Lại có lính đánh thuê à. Rồi, tốt. Chỗ này ghép quân lại đi các bạn, tại vì thằng này không cho về được. Hồi nãy nó đánh một đòn nó hơi bị đau đấy, mà không sao, mình chịu được. Có mỗi thằng này là phải chạy về để mà hội quân lên. Chà, chỗ này nó dân nó tăng về tội nó quá. Rồi đây, xây cái đền lên. Chỗ này rất ngon rồi, không sợ nữa. Chỗ này đi đẩy thuế lên nào. Tiếp tục mua lính rìu. Mấy thằng cầm rìu này nó phan thì không đẹp, không tính tiền các bạn. Tiền nhiều thì cứ nuôi quân thoải mái. Thành này thì không biết phải giải tán bao nhiêu quân luôn mới đủ. Nên thôi cứ để cho nó tăng đi, mình không thấy không cần phải nâng cấp cái thành này cho lắm. Cứ để thuế thấp là được rồi. Một hạm đội nó lên rồi vây cái cảng này của thằng Pontus nè. Hai đảo này vẫn là của Hy Lạp. Đây là mình có sao à, rồi lượt sao đi được rồi. Còn thằng Hy Lạp mà tào lao nữa là quýnh luôn Hy Lạp. Mình làm chủ phương đông luôn các bạn.
Nubidia nó chạy muốn tốt đây à, này xin ngừng bắn hả? À rồi biết vậy tốt, anh thuận cho chú ngừng bắn mà cho buôn bán luôn, chịu không? Rồi vậy tốt đấy, thế thôi mọi thứ dễ mà. Đây nâng cái lò rèn lên tiếp cho bà con sợ coi. Rồi ok, rồi tốt, đang mua lính rồi. Đây mở cái rộng cái cảng ra, chỗ này nâng cấp cho hai cái chiến xa sông mã của mình lên. Rồi mua lính sông Nin đi, chỗ này từ từ. À lại có nổi loạn rồi, ok. Anh cũng mong tới ngày được lấy chiến xa ra anh chơi với chú. Đây tới lúc đem chiến xa ra chơi rồi các bạn. Này nó quản nha, cái thằng này nó loạn, cái thằng này uy tín tốt tới rồi mà vẫn còn bị à. Đây cứ mua chiến xa cho anh đi dẹp nổi loạn, là cứ mua cái này ủi cho nó không biết cho nó thấy mấy chục con trời luôn, nó nể à. À dướng tàu của Hy Lạp rồi. Nữa thì các bạn tuyển nữa là nó không còn dân luôn á. Mình chơi hơi bị quá đáng. Rồi đây cứ đây mua lính rượu cho anh. Ở đây đủ lính sông Niên chưa? Thiếu một anh nữa. Rồi gì thiếu phải mua thôi, biết sao giờ. Rồi ở đây ta xây nhà tắm đi cho nó có chỗ nó tắm. Có chỗ tắm rồi thì có quậy tôi nữa đó nha mày ông. Rồi đây chơi nó. Đây lấy chiến xa đi ủi chơi với cho tướng nó tự đánh, nhiều khi nó đánh ngu mình lại thua ổn nữa. Thằng này nó bắn cung nó đụng qua chiến xa nó chết ngắt rồi. Rồi đây khỏi cần nói nhiều, ok anh em chơi nó. Từ phải kiếm chỗ chạy lên cho nó ngon, cho nó đứng ngay cái dách này mình ủi lên là mình chết đấy. À ủi luôn, cần gì phải bắn. Tướng của mình cũng hơi dở, tướng của mình chiến xa lại là sao, chiến xa bắn chứ không phải là chiến xa ủi. Phải gì nó là chiến xa ủi thì tốt. Rồi đây xây cái tháp lên cho bà con sợ coi. Rồi thế là xong, biết ngay là còn thằng ở đây nữa mà. Đây thằng tướng thằng này nổi loạn đỉnh cao nè. Rồi từ từ, rồi thanh niên này xong việc rồi. Rồi ok, gọi thêm mấy ông này vô, mấy ông da đen kia cứ ở lại đó mà giữ đất ha. Rồi nhiêu đây lính đảm bảo giữ đất ngon. Đó nổi loạn cũng không sợ, chỉ sợ nó đứng xa thôi. Rồi ở đây thì cho ông này ra đây xây cái tháp là xong, phụ nhau xây xíu chứ một ông xây thì xây tới ngày tháng năm nào mới xong.
Rồi xong cho nó tới tối miếng nữa rồi chấp nhận. Rồi, ok. Đội hình của chúng ta là ổn rồi đấy. Rồi chúng ta sẽ bổ sung tiếp quân đội của mình và lính đánh thuê các bạn. Không sao. Điệp viên lại quậy à. Thằng Bontus ngừng bắn. Rồi ok, tạm ngưng chiến cũng được. Nó thấy quân mình lên rồi nó sợ các bạn, tội nghiệp nó. Ê trời đất ơi, thằng Hy Lạp. Ha, cái thằng này nó không thể nhịn được rồi nha các bạn, bực lắm rồi đấy. Ai nó cố tình nó bóp mình. Cái chỗ đó mình vốn là mình không đặt nặng quân ở đó, tại vì mình nghĩ là không có chiến sự. Muốn hòa bình với nó mà cùng chung sống với nó. Nó chơi mình kiểu này là phải cho nó ăn đòn rồi. Cái thằng Hy Lạp này vừa mới hòa với được bên kia xong rồi tới lượt nó lại làm khó mình. Cái thành này giờ sao đánh Hy Lạp thì nó chuẩn pha lăng rồi. Rồi đem quân ra chiếm lại vậy. Bây giờ thành tàu kẻ thù rồi. Nãy không nghĩ là nó đánh, không nghĩ là nó có chữ quân. Biết nó có chữ quân mà cho nó chết chắc hết rồi. Rồi đây thằng ba tờ nhã của ông Bontus ra xuống vây lại cảng của ông Hy Lạp. Hết đất ở rồi thì qua anh qua nhà định cư thì anh tha anh cũng tạm chấp nhận được. Chú chơi kiểu đó thì chú đừng trách anh không nể tình nha. Rồi bất quá họ đem quân ở đất liền ra đánh. Mà từ từ đã. Đây, xây ruộng lên đi cho dân nó lên. Rồi mua lính tiếp nào. Chỗ này thôi không cần phải mua nữa. Rồi xây cái tháp ở đây. Rồi thấy đường rồi. Đó, không có điệp viên cũng không sao. Chỗ này nó dư một lính luôn rồi. Đây. Điệp viên nãy mình quên cho đi nè. Rồi đây. Rồi xong. Thấy đường rồi. Rồi làm cái đường lên kết nối lãnh thổ lại. Chỗ này còn để đường đất là hơi dở. Chỗ này thì đầu dân nó tăng về mà mình xây cái ruộng là chết đó thôi. Xây cái học viện ở đây đi. Rồi chỗ này không cần mua quân nữa. Đủ như đó đủ rồi. Rồi đây một cái tháp nữa. Rồi thế là xong. Ông này đi gì à? Ông này chạy lên đây trấn nhậm. Ông này chạy qua đây đấm thằng này cho tôi. Ông này cần nhiêu lính? 11 hả? Được. Dứt nó. Mình bắt lính hơi bị nhiều. Rồi bây giờ trận đánh tan tác chi muôn đây. Rồi lưu lại trước cái đã nha các bạn. Nếu mà đánh ô tô mà thua thì mình sẽ chuyển qua mình chơi đánh tay. Làm sao mà mình đánh chiến xa của mình đánh thua được. Victory is ours, mighty one.
ok, bất quá họ cho đám chiến xa chạy lên đây, nó giữ chỗ này, mình cho nó, lính mình về. Ship's ready. Rồi đây, nó vây thì mình ráng mình chịu, thành này chịu tới 7 lượt luôn các bạn. Mình về mình lấy cái đám chiến xa ra, mình bỏ, mình cho đây, mình ủi lính đi làm như con luôn. Mấy thằng pha lăng đó, mấy thằng pha lăng tào lao. Hết bị tè tào lao các bạn, không đáng sợ. Rồi ở đây mua chiến xa cũng được. Khu này thì cứ mua lính rìu đi. Nó chơi Ai Cập với chơi Anh là sướng nhất là có chiến xa để chơi các bạn. Lấy chiến xa ủi là không có thằng nào chịu nổi hết trơn. Đi làm mày hết đất ở rồi thì thôi bài đặt. Quýnh ai quýnh đi quýnh mình chứ. Không biết nó nghĩ nó là ai luôn nữa. Chắc nó nghĩ nó là mà mình nó mới là hậu vệ chính thống của Alexander Đại Đế hay sao mà bản thân nó chỉ là cái thằng bị chinh phục thôi. Chà, nó đẩy được điệp viên mình ra. Fascinator chết rồi, thôi kệ nó cũng sao mà Fascinator lần nào. À rồi, thằng này cái thằng làm chị An tốt rồi, thôi ok không sao, chuyện nhỏ. Bon tốt thì thằng này cứ ở yên đây đi. Rồi tốt. Giờ điệp viên là đi xuống thành của tụi Hy Lạp. Hy Lạp thì không phải mục tiêu nhưng mà phải đánh. Đây, ở đây mua điệp viên là được rồi. Tiến thẳng thành của Ba Tư. Ở đây lính xịn nhiều lắm. Đây có lính chuẩn Hy Lạp rồi này. Nói chung là có tiền trong tay rồi thì hầu như không ngán thằng nào các bạn. Mấy chỗ này dân nó tăng mạnh quá, thành ra nó cũng làm khổ mình. Rồi thôi mà cũng không sao. Thế này là ngon. Chỗ này thì ok rồi không nói. Rồi dân tăng chậm lại một chút đi. Rồi ok, kéo nguyên cái đội chiến xa của mình ra cho nó biết mặt ha. Nó đem vàng siêu xe ra mình cho nó cho quân Hy Lạp biết thế nào là lễ độ các bạn. Ở đây thì chúng ta sửa tàu cái đã. Rồi đây chiến xa đây chúng ta cứ mua. À quên mất, mình đem quân đi thì giờ ở đây phải nhả thuế lại. Rồi đây, nâng cái nhà lính lên, là chỗ này có lính sông Điên rồi. Ok, chỗ này xây cái ruộng này cho nó có ăn. Chỗ sao đất chỗ đó tương đối tốt các bạn. Chỗ này mua điệp viên được rồi. Chỗ này thì lính nó gần hết dân rồi các bạn, tha cho nó cũng được, mua chiến xa đi. Mua nữa là nó không còn dân luôn á. Mình ép dân nó quá mà. Bon tốt giờ không đánh mình thì cũng không có nhu cầu tập trung quân ở đây, mà thôi cứ để quân ở đó, hoặc là mình để mình lính đánh thuê đi thôi. Đây đi đi. Rồi bổ nhiệm ông lên đây trấn nhậm ha. Rồi thích chưa. Rồi chỗ này ok rồi. Thành này chưa có điều kiện phát triển thì thôi. Rồi nó ra một cái thằng nổi loạn ở đây, nó làm khổ mình thiệt cái chế độ đó. Thằng điệp viên ở đây đứng đây chờ mòn mỏi luôn. Thủ đô công nhận an ninh nó tốt thiệt các bạn. Chỗ này chúng ta ráng chúng ta chịu. Sao hạ thuế xuống cho dân này, không biết nó đánh chưa. Nó đánh rồi mình đem vàng siêu xe mình vây thành các bạn. Chứ là phải đánh hết bằng Bon Tốt đây, chiếm hết Tiểu Á này, rồi sau đó mình mới tính tới chuyện mình lấn lên đây được. Thành trên này nó hơi khó chiếm các bạn. Ai
Ây da. Điệp viên lại vào quậy à. À, được lắm, được lắm. Ô dạ. Lại có loạn à. Lại không có tướng giữ thành nữa này. Dịch bệnh nó lên cao quá. Rồi đây không sao, ta nâng cái này lên để ta lấy thêm luật pháp là được. Rồi quân ở đây thì cũng không cần phải mua nữa. À, thật ra đây là thủ đô thì thôi vẫn nên mua chiến xa các bạn. Nếu sao chiến xa luyện cũng khá là lâu. Đây. Đây mua thêm cái chiến xa nữa cho bà con sợ gì đâu. Rồi để đảm bảo thì chúng ta xây cái này đi, luật pháp đi đầu các bạn. Fashion Detroit à. Rồi thôi kệ nó không sao, cái đó mình không quan tâm. Rồi ok. Ấy da, lại có nổi loạn. Được lắm, được lắm. Rồi đây xây cái ruộng ở đây lên đã. Chỗ này nãy giờ là công tác quân sự nhiều rồi. Rồi ở đây lại không chưa có chiến xa nhưng mà cũng chỉ có vậy thôi. Rồi. Cho cái tàu nó đi trước đã. Nhìn là chướng mắt rồi. Thả quân lên. Rồi rượt tàu nó mà đánh. High great lord, prepare to engage. Moves depleted. Từ từ, trận này ở đây nguy hiểm. Rồi khoan, từ từ đã. Từ từ, bình tĩnh, không được nóng. Rồi chỗ đó thì cứ cho nó xả hơi đi. Rồi mua điệp viên thôi là được. Tướng này của mình phải nói là kinh khủng luôn á. Quá giỏi, thiên tài luôn rồi. Đánh. Rồi xong. Ghép quân lại. Rồi ok, thiệt cũng không nhiều lắm. Chỗ này mua quân là được. Đây. Rồi xây cái này lên đi cho nó có luật pháp. Ok. Rồi chú đó vẫn tiếp tục đợi. Đây chung vô đây. Hai cái thành nó nhìn nó bèo quá. Đây xuống đây. Mighty General. Rồi, này nhìn nó cảm giác nó như cái thành của nó như cái thành của mang tộc ấy. Cái thành này của mang tộc thật à. Rồi ok, Ba Tư còn mỗi cái thành này thôi. Ba Tư này nhìn tướng nó như Hy Lạp ấy. Mighty General. Rồi xong. Tới đấm thằng Bontus luôn. Rồi ok, bây giờ có hai trận chúng ta buộc phải đánh tay các bạn. Một là trận này, đất của ai người để đánh, đất của ông này thì ông này đánh. Rồi nó không sợ mình các bạn. Rồi nó không sợ mình thì cũng tốt. Rồi đánh ngay trên đường luôn, mình lại có điều kiện mình dùng chiến xa. Người La Mã, người ngạn ngữ Latin có câu này hay: quân đội gìn giữ hòa bình. Rồi ok, dàn chiến xa ra. Cái đường nó ở đây thì để xe trên đường chạy cho nó ngon. Vô. Rồi ủa quân thù đâu? À bên này hả? Rồi mình chưa biết lính này là lính gì nha. Để nhìn thử coi. Hồ to mấy anh cầm giáo này không ơi. Ghê quá, thôi dùng cung bắn đi. Cầm đồ vô đỡ cũng kinh quá.
tỉa bớt đội hình nó. Vừa chạy vừa bắn, tội gì phải đứng yên. Đứng yên thì khác gì cung bộ đâu. Nó quay theo mình các bạn. Đừng để nó bắt được. Rồi đây, tại mình không điều khiển kịp thôi. Rồi ok, hút nó. Ồ, pha đó hút hụt là hơi dở. Ê trời ơi, pha đó hút hụt các bạn. Mình xe mình chạy bị lệch hướng, nó không bẻ lái được. À, đi luôn tướng rồi. À không, nó chạy về đây. Thì tướng mình là xạ kỵ, nó hơi dở. Rồi kêu hai người lên đánh. Rồi ông này qua đây gì đâu. Thế là hòa. Rồi hạ thuế xuống luôn. Ok, bây giờ thì tới lượt anh này đánh thử một trận coi ai là anh hùng. Tại nãy kỵ xe kỵ kia là kỵ cung, nghĩa là nó ít. Kỵ này của mình là kỵ xịn mà. Hai đơn vị kỵ binh khác nhau nha. Rồi chung vô đây cái đã. Rồi, ok. Lại phát sinh đi chơi à? Ủa, là sao? À, trời, thằng Hy Lạp xui rồi các bạn. I great lord. Cái đó là những thằng tướng cuối cùng của nó rồi. Nó đánh mình vô tình thì mình nó bị hết quân luôn. Cái thằng Hy Lạp đó nó lên dĩa cũng mình cũng giật mình luôn á, không ngờ là nó chết như vậy. Rốt cuộc thì thằng Hy Lạp đây là cái thằng chết trước cả thằng ăn tức các bạn. Ây da, một diễn biến thiệt là bất ngờ quá đi. Rồi ok, bây giờ còn nhà Suli, Ruti, bang La Mã vẫn còn, 4 La Mã vẫn còn, Ba Tư thì vẫn còn, Carthago vẫn còn, An Tức vẫn còn, Pontus vẫn còn, Gaul, Germania, Britannia, Armenia, Numidia, Spain, Tây Ban Nha là The vẫn còn rồi, nói chung là ok. Đa phần các phe vẫn còn các bạn. Nãy giờ phát trên thì cũng nhiều mà chắc là đa phần là mấy cái phát sinh nhỏ nhỏ thôi. Rồi thôi ok, video đến đây cũng dài rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình ha. Mình là Lâm Bích Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.